Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo thông tin được đăng tải trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, các quan chức quân sự cấp cao của Israel thừa nhận rằng cứ mỗi tay súng Hamas bị tiêu diệt thì có khoảng 2 thường dân thiệt mạng. Quân đội Israel cho rằng tỷ lệ này là rất tích cực. Theo hãng tin AFP, ngày 4 tháng 12, cơ quan y tế do Hamas điều hành ở dải Gaza cho biết chiến dịch quân sự của Israel đã khiến khoảng 15.900 người thiệt mạng. Đề cập tới thông tin đã có 5.000 tay súng Hamas đã bị tiêu diệt, một trong những quan chức cấp cao Israel cho biết những con số đó phần lớn là đúng. Vị quan chức này không nói rằng tỷ lệ 2-1 là tốt. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng dùng con người làm lá chắn sống là một phần trong chiến lược cốt lõi của Hamas. Một quan chức khác bình luận, hy vọng rằng tỷ lệ này sẽ thấp hơn nhiều trong giai đoạn sắp tới của cuộc chiến. Trong khi đó, ngày 4 tháng 12, người phát ngôn của quân đội Israel, ông Jonathan Conricus, nhận định rằng xét những thách thức khi chiến đấu trong đô thị thì tỷ lệ nói trên là rất tích cực. Ông nói, nếu so sánh tỷ lệ đó với các cuộc xung đột khác trên địa hình đô thị giữa quân đội và một tổ chức sử dụng dân thường làm lá chắn sống và ẩn mình trong dân, thì ta sẽ thấy rằng tỷ lệ đó là tích cực và có lẽ là duy nhất trên thế giới. Số người thiệt mạng ngày càng tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza đã khiến nhiều nước chỉ trích. Israel bắt đầu ném bom các mục tiêu ở dải Gaza và thực hiện chiến dịch trên bộ để tiêu diệt Hamas sau khi nhóm này tấn công Israel ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng. Mỹ đã cảnh báo Israel phải làm nhiều hơn để tránh thương vong cho dân thường khi các hoạt động quân sự chuyển sang phía nam Gaza. Tại đây, có nhiều người Gaza đang tìm nơi ẩn náu sau khi chạy khỏi miền Bắc. Để đạt được mục tiêu đó, các quan chức Israel cho biết quân đội nước này đang sử dụng phần mềm lập bản đồ công nghệ cao để theo dõi hoạt động di chuyển của người dân bên trong dải Gaza và ban hành lệnh sơ tán. Hệ thống này kết hợp điện thoại di động và các tín hiệu khác, hoạt động giám sát trên không và thông tin từ các nguồn địa phương cũng như AI để duy trì bản đồ cập nhật liên tục, thể hiện mật độ dân số trên toàn lãnh thổ Gaza. Từng ô trong số 236 ô của bản đồ đều được mã hóa màu, trong đó khu vực có màu xanh lá cây là nơi ít nhất 75% dân số đã sơ tán. Quan chức này cho biết, chúng tôi đang dành nhiều thời gian hơn để đảm bảo nỗ lực cảnh báo dân thường có hiệu quả. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA đã đặt câu hỏi về tính hữu dụng của công cụ như vậy ở một khu vực mà khả năng tiếp cận viễn thông và điện còn hạn chế. Tối 4 tháng 12, công ty viễn thông chính ở dải Gaza cho biết dịch vụ điện thoại di động và Internet đã bị cắt trên toàn Gaza. Chứng kiến những đau khổ tại vùng lãnh thổ Gaza của người Palestine, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC Mirjana Sponjaric cho biết bà đã tới khu vực này, đồng thời nhấn mạnh rằng những gì người Palestine đang trải qua là không thể chịu đựng được. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Mirjana Sponjaric kêu gọi cần khẩn thiết phải bảo vệ dân thường theo luật chiến tranh và không cản trở các nỗ lực cứu trợ. Chủ tịch ICRC cũng hối thúc các bên trong cuộc xung đột hiện nay tại dải Gaza thả những người bị bắt giữ và đảm bảo ICRC có thể thăm họ một cách an toàn. ICRC cho biết thêm, chuyến thăm của bà Sponjaric sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn, ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Ngày 4 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức đã hối thúc Israel đảm bảo sự bảo vệ thực tế cho người dân tại dải Gaza trong bối cảnh Tel Aviv đang điều động các lực lượng trên bộ tới phía nam vùng lãnh thổ này khi xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas lan rộng. Ông nhấn mạnh rằng có quá nhiều dân thường đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Trong diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố tài liệu cho thấy ban điều hành tổ chức này sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận về các điều kiện y tế tại dải Gaza. Tổng Giám đốc WHO đã triệu tập phiên họp sau khi nhận được yêu cầu từ 14 quốc gia thành viên thuộc ban điều hành tổ chức này. Trước đó, cũng trong ngày 4 tháng 12, các nhân chứng cho biết hàng chục xe tăng của Israel đã tiến vào phía nam dải Gaza, bất chấp những lo ngại toàn cầu về việc gia tăng thương vong đối với dân thường và những lo ngại về nguy cơ xung đột với Hamas sẽ lan rộng ra khu vực Trung Đông. Israel và Hamas nối lại giao tranh toàn diện hôm 1 tháng 12 vừa qua sau khi đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần do Qatar, Mỹ và Ai Cập làm trung gian. Người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF James Elder cho biết, kể từ đó các cuộc không kích đã gia tăng ở phía nam Gaza. Tình hình tại đây cũng tàn khốc như những gì phía bắc Gaza đã hứng chịu trong thời gian qua. Cơ quan y tế tại dải Gaza cho biết, kể từ khi nổ ra xung đột Hamas-Israel vào ngày 7 tháng 10, gần 15.900 người Palestine đã thiệt mạng
trong các cuộc không kích của Israel. Trong số này có tới 70% là phụ nữ và trẻ em. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ngày 4 tháng 12 đã đưa ra nhận định nhiều dân thường vô tội Palestine đang phải trả giá cho cuộc xung đột ở giải Gaza. Trong một diễn biến khác cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Palestine Wafa đưa tin ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ không kích của Israel vào khu vực Daza, ngoại ô thành phố Gaza. Theo Wafa, các đội cấp cứu đang phải đối mặt với khó khăn vô cùng lớn khi tiếp cận khu vực này để đưa các thi thể ra ngoài đống đổ nát và cứu trợ người bị thương do khu vực này liên tục bị nã pháo. Hội đồng An ninh Quốc gia Israel NSC ngày 4 tháng 12 đã nâng cấp độ cảnh báo đi lại đối với công dân quốc gia Do Thái tới 80 quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động từ cuộc chiến tranh tại giải Gaza. Theo thông báo của NSC, có sự gia tăng liên tục và đáng kể những làn sóng kích động, âm mưu tấn công và các biểu hiện phổ biến của chủ nghĩa bài Do Thái ở nhiều quốc gia. Quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán nhiều khu vực trong và xung quanh thành phố Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai của Gaza, khi mở rộng các cuộc tấn công xuống phía nam vùng đất này. Các giám sát viên của Liên Hợp Quốc cho biết, diện tích khu vực người dân được yêu cầu di rời theo lệnh sơ tán chiếm khoảng 1/4 lãnh thổ Gaza. Trước khi xảy ra xung đột, khu vực này là nơi sinh sống của gần 800.000 người. Quân đội Israel cũng cho biết đã tìm thấy 800 lối dẫn xuống hệ thống địa đạo của Hamas. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận việc thực hiện các chuyến bay giám sát ở Gaza để xác định vị trí các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ kể từ cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7 tháng 10. Các máy bay giám sát là loại máy bay không người lái, không trang bị vũ khí và chỉ có nhiệm vụ xác định vị trí con tin. Theo chính quyền Israel, Hamas đã bắt giữ khoảng 240 người Israel và con tin nước ngoài trong vụ xung đột ngày 7 tháng 10. Đến nay, khoảng 110 người đã được trả tự do trong thời gian diễn ra thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Hãng tin Reuters của Anh ngày 4 tháng 12 cho biết, trong một phát biểu với các phóng viên ở Tel Aviv, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã nói rằng IDF tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các trung tâm của phong trào Hồi giáo Hamas trên toàn giải Gaza. Cũng trong cuộc gặp gỡ báo chí này, chuẩn đô đốc Hagari khẳng định Israel không có mối liên hệ nào với hai tàu bị phong trào Houthi của Yemen tấn công trong ngày 3 tháng 12. Ông Hagari nêu rõ, các tên lửa ngày 3 tháng 12 nhắm vào hai tàu thương mại không có mối liên hệ nào với nhà nước Israel. Một tàu bị hư hỏng nghiêm trọng và có nguy cơ bị đắm, tàu còn lại bị hư hỏng nhẹ. Theo ông Hagari, quyền tự do đi lại bằng thuyền đang trở nên nguy hiểm ở khu vực này của thế giới và cần xem thế giới phản ứng thế nào trước vấn đề này. Trong một diễn biến liên quan tới chiến sự ở Gaza và các hoạt động thực hiện mục tiêu loại bỏ Hamas, đài truyền hình Kan của Israel phát sóng đoạn ghi âm của người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Shin Bet, ông Ronen Bar, cho hay nước này sẽ săn lùng Hamas ở Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, ngay cả khi phải mất nhiều năm. Không rõ tuyên bố được đưa ra khi nào và với ai, Shin Bet đã từ chối bình luận về thông tin này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.